Ai đã tự hứa sẽ không bao giờ hát về cái thể loại nhạc này nữa. Ai đã tự hứa sẽ không bao giờ được phép nghĩ về nhau nữa. Là anh đã tự hứa sẽ không bao giờ được nghĩ lại về những ngày mình từng bên nhau nữa. Nhưng mà em, khi bước về tới nơi nữa, thực sự anh không thể nào mà kìm nén được cái cảm xúc. Hôm qua anh bước một mình trên con đường xưa và cảm thấy cái lạnh buốt của mùa đông những giọt mưa. Ở nơi đây vẫn cảm nhận được chút ấm áp, dường như mọi thứ vẫn như vậy, không có gì khác, chỉ có điều là anh không còn thuộc về mảnh đất này nữa. Anh không làm được những thứ như khi anh đã từng hứa. Anh không còn là chính anh như chính anh ngày xưa. Còn em thì sao chứ? Anh đang muốn biết em đã làm gì những thứ thuộc về anh của anh mà em từng giữ. Thì liệu có giống cái cách anh làm những anh từng giữ, đốt hết những lá thư sau khi anh đã đọc lại một lần, xóa hết cả tin nhắn trong những lúc hờn ghen và nóng giận. Không bao giờ đi lại trên những con đường ngày trước còn in dấu chân, mà không bao giờ nghe lại những bài hát trước về em sau những lần anh tự giấu cảm xúc trong những nốt nhạc thăng trầm. Để khi đến lúc hát lên thành một bài hát, anh mới nhận ra anh vẫn rất còn rất yêu em, vẫn rất đẹp, vẫn trọn vẹn như những ngày tháng đầu anh yêu em. Anh dừng lại tại một quán cà phê quen thuộc, ngồi lùng cái vị trí ngày trước và gọi một chai một ba thuốc. Chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bà chủ gọi tên, vì đã lâu mà không thể đến, khẽ cười mỉm và trả lời làng đi bằng một câu hỏi lạ. Và đang nghĩ liệu có hỏi gì về em không nhỉ. Trong những ngày tháng qua sự thực là anh khác đi nhiều, trong những ngày tháng qua lang thang tìm những thứ còn thiếu, trong những ngày tháng qua sự thực là anh còn rất yêu em. Nơi đâu có chìa khóa để mở cánh cửa trở về quá khứ, nơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏi, nơi đâu có nụ cười hạnh phúc trên bờ môi, nơi đâu có những kỷ niệm đẹp sẽ không bao giờ tàn phai. Yêu nhau đừng cãi nhau đừng giận nhau đừng xa nhau đừng chia tay, để rồi lại phải tự hỏi rằng ở đâu đó sẽ có một điều kỳ lạ để khiến nước mắt không còn rơi. Liệu đó có phải là ở nơi đây? Con đường này mà ngày hôm nay anh đi qua đây cũng chính là cái con đường mà ngày hôm ấy anh trốn chạy. Đã quá lâu rồi anh mới quay lại và tìm lại một thứ đã quá lâu rồi chẳng ai còn muốn nó còn tồn tại. Anh vẫn từng nghĩ liệu có một nỗi nhớ nào từ cả hai, anh vẫn từng nghĩ liệu có một tình yêu nào là mãi mãi. Anh tưởng bước đi câu chuyện ấy được xóa nhạt phai và tìm lại trong quãng thời gian dài, ngoảnh lại đau đớn nhìn em bên cạnh ai. Vì đâu còn em, ở đâu còn chút hơi ấm nào từ em, vì đâu lại đến nơi những bước chân vẫn còn rất im đậm, vì đâu quá khứ ta hiện góc phố nơi mà từng say đắm, vì đâu nơi này hiện về bên trong một nỗi nhớ thăng thẳng. Vì đâu em, anh không biết anh bị tê liệt khi trở lại về nơi đây, lục tung hết mọi thứ nơi này, mọi thứ dựng hình lại y hệt như em đang vẫn còn đậy. Khi thấy anh mọi vật chợt tỉnh lại, còn em thì vẫn dẫn ngủ say. Lại một cảm giác mới, cảm giác mà phải chịu đựng, lại một câu hỏi mới không biết ai sai ai đúng, lại một bài hát mới không biết được ra có kịp lúc và mọi người nghe liệu có hiểu, liệu có bắt được nhịp cảm xúc để cái lúc mà gặp nhau em có cảm nhận được như ban đầu. Cái hình ảnh mình từng bên nhau liệu có đi kèm hình bóng một ai đằng sau, vẫn để cái lúc mà phải gặp nhau liệu có còn được nói chuyện với nhau, liệu có được ôm một cái ôm thật lâu là lâu không hả em. Nơi đâu có chìa khóa để mở cánh cửa trở về quá khứ, nơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏi, nơi đâu có nụ cười hạnh phúc trên bờ môi, nơi đâu có những kỷ niệm đẹp sẽ không bao giờ tàn phai. Yêu nhau đừng cãi nhau đừng giận nhau đừng xa nhau đừng chia tay, để rồi lại phải tự hỏi rằng ở đâu đó sẽ có một điều kỳ lạ để khiến nước mắt không còn rơi. Liệu đó có phải là ở nơi đây?